Hello, xin chào toàn thể quý khách hàng thân mến đã quay trở lại cùng với kênh YouTube của Sở Sản xuất Xe Ba Bánh Anh Quân của nhà em. Lời nói đầu tiên thì xin gửi lời chào thân thương nhất tới quý khách hàng và chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hôm nay quay trở lại đây thì em review cho mọi người cái khung cảnh của nhà em đang test một con xe ba gác máy dầu Kubota. Em test cho anh khách ở Đồng Nai để test tải thực tế cũng như là chạy đường trường khi mà trên xe có tải, cho quý khách cùng trải nghiệm với em chất lượng xe và về cái sức chịu tải của nó là như thế nào. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay cho mọi người xem. Đây. Đây là đã chắt hết được là từng này là bao nhiêu hả anh Minh ơi? Từng này là bao nhiêu? Đó, hiện tại là hơn 2 khối đấy mọi người. Con xe này thì nó sử dụng là động cơ Kubota rất là khỏe luôn. Thì bây giờ em sẽ test tải thực tế trên đường trường cho quý khách cùng xem. Nếu mà mọi người thấy video này hay và chất lượng thì nhớ bấm cho em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé. Bây giờ đang đi thì trên xe rất đầy cát luôn, rất là ok. Đó thì bây giờ sẽ test đường trường này cho mọi người xem về cái sức tải của nó khi mà trên xe nó có tải và nó chạy. Nói chung là xe này thì để cho khách hàng mình có ai mà có nhu cầu để đóng một chiếc xe mà nó vừa đi một cái đường lộ đường gan như cái hẻm đi vào nhà anh thế này thì mọi người cứ tham khảo con xe này. Nghe tiếng máy rất là đầm và rất là êm luôn. Mọi người có nhu cầu để đóng một chiếc xe ba bánh thì hãy liên hệ cho em theo hotline 0845 134 134 hoặc là kết nối Zalo 0845 134 134 thì em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho mọi người một chiếc xe ba bánh đúng theo yêu cầu của mình. Đó, bây giờ thì đã về tới xưởng của nhà em thì động cơ nó rất là ok, nghe tiếng máy này. Về đằng trước thì nó sẽ sử dụng này, cột là phục giò gà phục lùn như vậy. Đó, cột là phục lùn như vậy này. Đó, đèn tròn, lái vô lăng trợ lực. Bộ lực này là 2,5 tấn. Bot này là bot 2,5 tấn. Còn bên trong này thì xa xa đây là mọi người thấy cái khung cảnh của xưởng nhà em này. Đó, thấy không? Đây là đang lật khung này. Đây là đang lật khung một con súng khung sườn này cho mọi người xem. Cái khung rất là nặng lên mọi người có thể thấy nha, rất là nhiều những anh thợ nhưng mà vẫn không thể nào mà làm được cái khung. Thì mọi người biết rằng để mà đóng một con xe ra để mà chở hàng 4 tấn 5 tấn hàng thì phải đòi hỏi một cái khung sườn thật là chắc chắn. Nhưng mà mọi người thấy có thể thấy là này 2 4 6 8 hơn chục người nhưng mà vẫn chưa lật được cái con khung này. Thì mọi người phải thấy rằng nó rất là cứng cáp và rất là chắc chắn, cộng thêm với lại là cái khung sườn nó rất là dày. Nói chung là để mà mình có thể chở được hàng là 4 tấn 5 tấn hàng thì phải đòi hỏi rất là nhiều. Đấy mọi người thấy nhá. Hôm nay là review cho mọi người rất là nhiều luôn, thì mọi người thấy hay và bổ ích thì nhớ bấm cho em một lượt like và một lượt ký kênh để không bỏ lỡ những cái video nào em chia sẻ lên những cái video này để cho khách hàng biết qua những cái và trải nghiệm qua những cái chất lượng xe của nhà em cũng như là tham khảo những mẫu mã của bên em. Đó. Ok chưa? Từ từ thôi nhá, mình tính nhá. Thấy không, bây giờ là gần 20 người luôn rồi. Quá là ok. Khung sườn này rất là ok. Rồi bây giờ thì sẽ lên đường và đi test đường trường đây nha các bác ơi. Nhớ bấm xem một lượt like và một lượt đăng ký kênh để xem hết được những video của nhà em đăng lên nha mọi người. Và bây giờ sẽ lên xe đi này. Ok. Thì mọi người thấy này, khi mình re hay là mình tới nó rất là dễ dàng luôn. Điều khiển vô lăng có thể một tay mình có thể sử dụng. Đó, một tay mình có thể sử dụng. Rất là nhẹ nhàng, vô lăng trợ lực. Thì bên em sẽ cố gắng phát triển những cái mẫu xe và cải tiến hơn để phục vụ cho tất cả các khách hàng, đáp ứng được mọi nhu cầu của mình. Đó, khi mà mình sử dụng tay lái vô lăng này, mình điều khiển này nó như một con ô tô luôn. Đó, chỉ khác là nó là độ từ ba bánh lên thôi. Đó, máy móc thì nghe rất là uy lực luôn. Bây giờ là sẽ test đường trường.
Đó, mọi người có thể thấy được là khi mà mình sử dụng một con xe ba gác máy dầu chạy vừa một cái đường lộ nhỏ này thì rất là ok. Thì bác nào mà ở trong đường nhỏ mà mình cần sắm một chiếc xe để về phục vụ cho công việc của mình, chở hàng, chở hóa, thì hãy tham khảo cái mẫu xe này và liên hệ cho em theo hotline 0845 134 134 hoặc là kết nối Zalo 0845 134 134 thì em sẽ tư vấn cho mọi người nhé. Bác thấy nhà em đi khi mà sản xuất ra một chiếc xe ba gác máy dầu thì đều phải đi test qua những cái ngày test như vậy thì mới biết được, thì mới khách hàng mới thấy và tìm hiểu và đặt mua những cái sản phẩm của cơ sở nhà em. Đấy, ôi, có ngôi nhà đây. Ok. Quay tên qua thật cứ. Đó. Không, đã rất là ok luôn. Có thể thấy anh tài xế đang đi sử dụng một tay nha mọi người nhé. Đó, thì đây, em đang đi trước một đoạn, có thể em thì máy rất là ok luôn. Ôi, nghe rất là mượt. Ôi trời. Đó, tiếng máy quá là ngọt, quá là ngọt ngào luôn. Nếu quý vị muốn trải nghiệm một cái tiếng máy này thì hãy ghé trực tiếp tại cơ sở sản xuất xe Vàng Anh Quân của nhà em theo địa chỉ tổ 7 ấp 4 lên ấp 234 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, thì em sẽ cho mọi người trải nghiệm một vòng cùng với em luôn nha. Đó. Đi khắp cái Vĩnh Lộc về rồi. Làm trước một bạn. Thì đóng có một cái cuối cùng là ngang 1m6 và dài là 2m4 và sơn màu là màu xanh màu đội theo, nói chung là màu thì em sẽ sơn theo màu yêu thích của mình muốn sơn màu nào thì em sẽ sơn theo đúng màu yêu cầu của mình. Chỉ cần một cái alo là mọi người đã có để tham khảo và mọi người đã có một chiếc xe rất là ưng ý rồi. Đó. Rồi, ok luôn. Bây giờ sẽ re vào chả cát mọi người nhá, xem thử coi là khung sườn của nó như thế nào. Khung sườn của nó như thế nào mà nó có thể chở được hai khối cát mà chạy mượt mà như vậy, rất là ok. Anh ở đây đó. Đây em đang trả cát nha mọi người nhé. Đây là anh tài xế nhà của nhà mình nha mọi người. Cho em xin cảm nhận về con máy này. Đó, mọi người có thể nghe thấy nha, máy rất là ok luôn. Nếu như mọi người muốn trải nghiệm và nghe tiếng máy ngọt ngào này thì đến với cơ sở của nhà em, xe bánh Anh Quân, thì em sẽ trực tiếp tư vấn cho mọi người một chiếc xe ba bánh đúng có lại theo yêu cầu của mình. Rồi bây giờ sẽ review chi tiết cho mọi người xem này. Ở đằng trước là sử dụng là phụt độ. Phụt độ này thì nó xài là phụt dạng kiểu phụt đùn và cơ tiêu của nó rất là to này, mọi người thấy không? Đó, 3 cây. Có một cái miếng mặt nạ này, mai ơ bằng sắt, 4 mặt nạ, có cây gốc. Cổ bi là xài cổ bi lớn 150, có CNC đầy đủ hết. Tay lái vô lăng trợ lực này thì em xài loại Boss 2,5 tấn của Hyundai. Đó. Rất là ok luôn, có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của khách hàng. Kết nước là xài kết nước mới, bên lên một tí đã. Bên lên đã. Bên lên một tí đã, kết nước là xài kết nước mới này. Vai đôi này, đó. Động cơ là máy V1505, tương đương với lại 34 mã lực. Còn về cái khung sườn của nó là xài sườn hộp chập 3 cây, hộp 50 trả xuyên suốt dưới khung sườn dưới kia. Và cái phần này em chập làm 4 cây này. Hộp số là xài hộp số 1 tấn 25, motor. Còn về phần số mạnh thì em xài là số mạnh có máy dầu. Và nó xài thắng tay luôn này, ai thắng tay này. Bình nhớt men bằng inox. Và bộ thắng sạc vít, thắng trợ lực hút chân không, rất là ok. Nhíp là xài nhíp ABM 12 lá, có đóng ắc bơm mỡ, nhíp của công ty, lốp đôi, lốp 550-13. Thùng là có Daisu đầy đủ mọi người nhé, chống xé bản lề rất là ok. Bây giờ sẽ cho anh đang caramel này, anh tài xế này sẽ chạy về xuống, sau đó là xịt rửa và giao về cho anh khách.
và giao về cho anh khách ở Đồng Nai. Chúc anh công việc của anh thì luôn luôn thuận buồm xuôi gió và thật là may mắn, thật là nhiều trong công việc. Đánh vô và xịt rửa và xuất xưởng giao cho anh khách. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em Quân. Đừng quên bấm cho em một lượt like và một lượt đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video nào của nhà em đăng lên. Đó. Một con xe thì rất là đẹp và rất là chất lượng. Nếu như quý vị khách hàng muốn sở hữu một con xe chất lượng như vậy thì hãy liên hệ cho em Quân theo hotline 0845 134 134 hoặc là kết nối Zalo 0845 134 134, thì em sẽ trực tiếp tư vấn cho mọi người một cái xe ba, một chiếc xe, một mẫu xe sao cho nó đúng với lại yêu cầu của mình. Bây giờ thì hẹn mọi người ở một cái video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.